Xin chào anh chị, xin giới thiệu anh chị máy gan công nghiệp. Máy này ngoài dùng gan các loại hạt, gan ngũ cốc, máy còn dùng để xào dược liệu, xào trà. Dược liệu sấy khô nha, mình sẽ cho vào trong cái máy gan để xào, điều chỉnh nhiệt độ cần xào. Mở nắp ra, cho dược liệu vào trong máy. Sau khi điều chỉnh máy có thông số nó đầy đủ rồi ha, mình sẽ để máy tự gan. Quá trình gan nha, lòng gan sẽ xào xới sản phẩm mình bung lên, giúp cái sản phẩm nhanh chín đều. Sau một thời gian gan ha, mình sẽ kiểm tra sản phẩm lại. Khi mà đạt rồi ha, mình sẽ tắt máy, để cái lòng gan nó xào sản phẩm cho nguội một lát, mình sẽ cho gan. Máy có trang bị cái cơ cấu đổ liệu tự động ha, chỉ cần mình nhấn cái nút cái cơ cấu này hạ cái lòng gan xuống để đổ sản phẩm ra ngoài. Nhờ cái cơ cấu này người làm việc rất khỏe, không bị nóng. Sau khi sản phẩm đổ ra xong ha, mình bật cái cơ cấu cho cái lòng gan nó quay về vị trí ban đầu, tiếp tục cho cái mẻ gan tiếp theo. Máy này dễ sử dụng nên cũng thể vận hành. Mẫu gan ra đạt yêu cầu của người sử dụng.